Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Thưa các bác, thì hôm nay bên nhà em Linh vừa hoàn thiện xong lô nội thất phòng thờ của gia đình anh Tú ở Quảng Ninh. Thì trong video ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ cho các bác về cái chất liệu gỗ rổi ta các bác nhá. Thì với cái bộ nội thất phòng thờ này thì bên em làm cho bác Tú ở Quảng Ninh là bằng chất liệu hoàn toàn bằng gỗ rổi ta. Thì đầu tiên thì em xin chia sẻ cho các bác về cái màu sắc của cái gỗ rổi ta này. Thì gỗ rổi ta thì thường nó có cái màu hơi ngà vàng một chút. Đây là cái màu gỗ rổi ta các bác nhé. Thì cái dòng gỗ rổi ta này cũng là thuộc trong những cái dòng gỗ truyền thống. Thì nó được xếp trong các loại nhóm gỗ loại 3 các bác ạ. Thì nó không được tốt như cái dòng gỗ gụ hay hương đá và gỗ đỏ. Tuy nhiên thì với cái dòng gỗ rổi ta này thì đặc tính của nó thì cái giá thành của nó cực kỳ là ưu đãi nhá. Giá cả rất là hợp lý. Tuy nhiên về cái độ chịu nhiệt của cái dòng gỗ rổi ta này các bác cùng em theo dõi này. Thì cái đặc tính của nó là chịu nhiệt cực kém nhá. Cái gỗ này bên em nó sẽ cũng tương đối là khô, cũng được vào 2 tháng rưỡi 3 tháng rồi các bác. Tuy nhiên nó vẫn bị độ nứt và co ngót như cái hàng gỗ gụ Lào này các bác này. Tuy nhiên cái độ chịu nhiệt của cái gỗ rổi này thì nó cũng không bằng gỗ gụ Lào đâu các bác. Nó vẫn có hiện tượng bị nứt răm nhá. Này các bác nhìn này. Với cái dòng gỗ rổi ta này thì theo như em hay hoàn thiện thì đa số tất cả các bác khách đều làm hàng sơn son thiếp vàng là chủ yếu nhá. Với cái dòng gỗ rổi ta này thì nó chịu nhiệt kém, độ bền của nó thì nó cũng không được cao như cái dòng gỗ gụ. Nên thường các bác sử dụng cái lớp sơn nó đảm bảo những cái hàng sơn son vì nó dày nước. Và cái lớp sơn nó tốt thì nó sẽ bảo quản được cái gỗ của các bác nó lâu hơn. Và trước mặt các bác đây thì bên em làm cho gia đình bác Tú là bộ sập thờ Osa nhá. Đây là những chiếc bàn chuyện Osa, hàng theo lối cổ đục mẫu Tứ Quý Đại Hội các bác ạ. Thì các bác nhìn những cái đường nét của cái Osa này thì em cũng giới thiệu cho các bác một chút. Để cái Osa này các bác nào mà quan tâm thì có thể tham khảo nhá. Thì cái hàng Osa này thì nó chia làm nhiều ô đố này. Chia làm rất nhiều ô đố. Và những cái ô đố là một cái đục cảnh khác nhau. Thì các bác nhìn những cái đường nét của Osa thì đục chạm thì nó cực kỳ là cầu kỳ nhá. Và rất nhiều là những cái hàng ô đố này. Nên mộng mẹo của nó với những người thợ ngang phải có tay nghề thì mới làm được những chiếc Osa như thế này. Vì những ô đố này là phải rằng hết vào với nhau thành liền một khối. Và rất nhiều các ô đố nha các bác nhé. Nhìn tổng thể mặt Osa này rất nhiều các ô đố. Thì với cái mẫu Osa này thì nó phù hợp hơn với cái không gian phòng thờ nó cổ kính một chút các bác ạ. Đa số nhà Osa này chân thì là chân vuông 10 hoặc là 12. Cao thì phổ thông là 1m27 các bác nhé. Thì với cái kích thước này thì bên em làm chiều sâu đây là 1m07 này. 1m07 này, tuy nhiên ở phía đằng sau đây của gia đình bác Tú là vẫn còn thêm một chiếc bàn để nới rộng mặt bàn nhé. Với chiếc bàn 1m07 này mà với bày với tất cả các đồ trang trí này lên thì sẽ không vừa. Thì nó mất rất nhiều diện tích. Thì bác Tú cũng có đặt thêm bên nhà em Linh một cỗ ngai chung và một chiếc bàn cơm như thế này để phía trước. Thì đây là một nét cổ thì theo yêu cầu của bác Tú. Thì bác làm theo đúng như phòng thờ mà các cụ để lại. Thì bác đặt lô này là để thay mới hoàn toàn phòng thờ của gia đình cũ nhá. Thì đây là làm theo cái nét cổ mà ngày xưa thì bác cũng đã, gia đình của bác cũng đã có sẵn rồi. Thì bây giờ bác muốn thay đổi lại tất cả các cái sản phẩm bên trong để thay mới toàn bộ. Và phía bên trên của cái gian phòng thờ nhà bác Tú là bác đặt thêm nhà em Linh một bộ cuốn thư câu đối, hàng đục cuốn thư tứ linh và câu đối là tứ quý các bác nhé. Thì với chất liệu cũng là hoàn toàn là bằng gỗ rổi. Thì các bác nhìn hôm nay bên nhà em Linh lựa chọn cho gia đình bác Tú một bộ cuốn thư cũng phải nói là rất là đều màu. Tuy nhiên với cái chất liệu gỗ rổi này thì nó vẫn không thể tránh hết được những cái việc nứt hay là co ngót các bác nhé. Vì cái dòng gỗ rổi này thì cũng chỉ thuộc trong nhóm gỗ loại 3 thôi, không thể bền và tốt như cái dòng gỗ gụ, hương đá và gỗ đỏ đó các bác ạ. Nên bên nhà em Linh đã lựa chọn những cái cây gỗ mà thân to. Tuy cái gỗ rổi này, các bác nhìn nhá, gỗ rổi này để mà lựa được một cân thân to như thế này cũng cực kỳ là khó. Vì gỗ rổi hiện nay, gỗ rổi ta thì nó không có cái cây to như trước nữa. Đa số thì cũng như cái dòng Mita. Thường thường những cái dòng cuốn thư mà cao 97 như thế này thì thường thường vẫn phải là chắp 3 miếng các bác nhá. Nhưng mà bên em đã cố gắng lựa được một cái tấm thân rất là to như thế này cho gia đình bác Tú để chiếc cuốn thư này bên em là ghép đôi nhé.
hàng nó sẽ đảm bảo hơn. Thân càng to thì gỗ nó sẽ càng già và nó sẽ càng đảm bảo hơn cho các bác. Và tấm cô đối này các bác này, cái tấm cô đối gỗ giỏi đây thì bên em là làm liền một tấm nhá, dày 5 phân. Tuy nhiên cái chất liệu gỗ giỏi thì nó cũng không được đều màu đâu các bác, nó vẫn có cái khuyết điểm này các bác này, nó vẫn có những cái phần đen này các bác nhé. Vì cái chất liệu gỗ giỏi này thì đa số nó không đều màu như vậy thì nên cho nên cái hàng sơn son luôn là một cái lựa chọn tối ưu và được tất cả các bác quan tâm và sử dụng các bác nhé. Thì trong cái thời gian mà em làm nghề bằng cái chất liệu gỗ giỏi này thì em cũng chưa thấy các bác nào mà sơn BU đâu các bác. Vì cái nước sơn BU thì nó cực kỳ là mỏng, thì nó sẽ không được đảm bảo gỗ như cái dòng sơn son thiếp vàng các bác nhé. Thì vừa rồi thì em Linh cũng vừa chia sẻ cho các bác một chút cái kinh nghiệm về cái chất liệu gỗ giỏi để cho các bác tìm hiểu và tham khảo. Thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bác trong quá trình các bác lựa chọn những sản phẩm nào nó phù hợp với cái không gian phòng thờ nhà các bác. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và các bác có những cái câu hỏi nào thắc mắc thì có thể comment ở phía dưới thì em sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của các bác nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại.